bạn như thế nào? Mời bạn tiêu ký ra. Có thắc mắc
tốt. Tỏ đi đi. Cho bạn trong tay lắm. Vui vẻ đi, vui vẻ đi. Tự nhiên đây anh tổng đi chứ không phải các bạn cả. À, đây là đó là cái bài của nhóm đầu tiên. Như vậy đối với nhóm đầu tiên thì cả bạn phải tương tác về hai quả bài ở một sơ đồ. Nhưng nội dung cơ bản ở đây thay vì như bài còn thì thay cũng nhận là không bố chứ. Vì nội dung nó đâu rồi. Sau phần một em vẫn phải làm ở đâu. Tương lời thêm phương ra, đó là tương trọng. Thứ hai, chăn nuôi. Thứ ba, đó là du lịch. Thứ tư, là công nghiệp. Như vậy, trong tương trọng thì đó là cây công nghiệp. Hai, an toàn, chăn nuôi và gia súc lớn, trong du lịch là cá thể. Trong công nghiệp đó là hai ngành cơ bản, khai khoáng. Về khó khăn đó là khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Thứ hai là thương mại. Thank you.
Rồi chưa ạ? Trả lời bằng đường link, trả lời ngoài điện dài. Dạ dạ. Các bạn cảm thấy hãy thỏa mãn chưa? Chưa thì gọi mình gì được. Có gì được không? Bài điện dài, dạ dạ. Dù ở bên bài điện bên mình chúng ta đầu tiên kể từ bên kia, tiếp bên mình. Thì bài điện chúng ta có dài không? Dạ. Các bạn bài điện chúng ta là khoảng bình quy định mạnh chưa? Chưa. Các bạn nguyên nhân nào có bằng năng của chúng ta không? Không. Thank you.
trong đầu là chúng ta là xây dựng đạo hệ thống vô hình nước, vô hình nước rất quan trọng, hệ thống hệ thống bảo vệ cái nước mùa để tránh sạt lở, và về mùa mưa thì tránh hiện tượng là nước tư như từ mùa đổ xuống là sạt lở xoáy mòn như cũng được vẽ trong mùa lũ và ngập lụt vùng mặt. Như vậy đó là mô hình hai của ta, nhiều lỗ nữa chúng ta cố gắng nên tạo được cho người dân. Xin cảm ơn phần bài của kia này. Các bạn làm rõ được đặc điểm ảnh hưởng và thuận lợi và khó khăn, có cách tiếp cận khá độc đáo và hợp lý, và các hướng đi cùng rất tiếp tục. Cảm ơn nha cho nhóm một phần nội dung được 5,75 điểm và hình thức trình bày được 1,75 điểm, và tổng điểm của nhóm 1 là 9,5. Yeah.